Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã chính thức đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nguyên thủ các nước thành viên nhóm G20 và các nước khách mời cùng lãnh đạo đứng đầu của các tổ chức đa phương toàn cầu quan trọng như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới WB, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng cùng lãnh đạo cấp cao các nước đã tham dự phiên thảo luận chuyên đề về kinh tế số do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì. Tại phiên thảo luận này, lãnh đạo các nước tham dự đã thông qua tuyên bố Osaka về kinh tế số, nhấn mạnh tiềm năng to lớn và tầm quan trọng của kinh tế số, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, tranh thủ tối đa lợi ích của kinh tế số và các công nghệ mới nổi, đồng thời bảo đảm an ninh an toàn trong kinh tế số. Tại phiên họp chính thức đầu tiên của hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo thảo luận tình hình triển vọng kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng thương mại trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo nhiều nước đề cao hợp tác quốc tế, kêu gọi chống chủ nghĩa bảo hộ, thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy cải cách WTO, duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương, tăng cường hợp tác huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.